Tuyệt vời. Xin được chào mừng các bạn tham gia vào livestream của chúng ta với chủ đề hiểu mình hiểu người, trăm trận trăm thắng. Và có những câu người thành công trong kinh doanh thì họ chia sẻ bí quyết rằng nếu muốn đi nhanh thì chúng ta chỉ cần đi một mình thôi, nhưng mà nếu muốn đi xa thì chúng ta phải đi với nhiều người. Chúng ta đều muốn đi với nhiều người trong hành trình cuộc đời của mình. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể đi được với nhiều người càng ngày càng nhiều hơn? Thì đây nó thuộc về nghệ thuật, những kỹ thuật và nghệ thuật. Và trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những hiểu biết này. Và bao nhiêu anh chị đang cùng tham gia livestream này muốn mình hiểu được bản thân mình, rồi sau đó thì mình hiểu được, thấu được người khác. Và bao nhiêu anh chị trong này thì muốn mình có một cái sự nghiệp giá trị và thành công ở quy mô lớn? Bao nhiêu chị? Dạ, chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau nhé. Và hãy thể hiện cái lòng mong muốn của chúng ta đi ạ. Bản thân tôi cũng vậy. Trước đây thì tôi cũng cứ khao khát rằng bên cạnh cái công việc chính của tôi là một nhà báo thì tôi cũng muốn kinh doanh. Và mình cũng ước mơ rằng mình cũng có một doanh nghiệp lớn với rất là nhiều người, nhân viên cùng làm, cùng lao động, rồi tạo ra những giá trị nào đó trong cuộc sống. Nhưng rồi thì khi bắt đầu vào thì chúng ta mới thấy rằng là hóa ra chúng ta còn thiếu rất nhiều. Và chúng ta bị ảo, tức là tôi ảo nhiều quá. Bởi vì sao? Mình chẳng hiểu mình là ai cả. Với những cái nghề nghiệp mà mình đang có, ví dụ tôi là một nhà báo. Nhưng mà một nhà báo thì chuyên viết về kinh tế đến có những hơn 10 năm rồi, đến 20 năm kinh nghiệm. Rồi cũng viết về tất cả những lĩnh vực, những thị trường, rồi nền kinh tế, vĩ mô có, vi mô có. Nhưng rồi tại sao thì thành lập và điều hành những doanh nghiệp còn con như vậy mà lại không thành công? Thì tất cả nó đều có cái gì? Có kỹ thuật, có nguyên lý, có bí quyết, có công thức. Và buộc chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải tuân theo. Còn nếu không tuân theo thì chúng ta sẽ sọc sạch và phát triển. Và số ít, rất hiếm người có thể thành công được khi mà cứ gì quản lý doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp, rồi giao tiếp, rồi ứng xử, rồi xử lý mọi vấn đề bằng cái hiểu biết tự phát của mình. Hôm nay thì tôi để máy quay ở phía xa, và sau đó thì tôi sẽ theo dõi ở phần này, thì tôi sẽ thấy rằng là cái khung hình nó sẽ đẹp hơn, nó không bị sát vào mình. Vâng, xin được chào mừng các bạn ạ. Chúng ta cùng tham gia livestream này. Bao nhiêu các bạn đang tham gia livestream này và mong muốn mình hiểu được bản thân mình? Và những ai cũng có thể thẳng thắn rằng là tự nhận rằng là mình hiểu được mình rồi, mình đã hiểu được bản thân mình rồi. Và một lát nữa thì cho dù chúng ta có nhận định thế nào đi chăng nữa, thì một lát nữa chúng ta sẽ thấy những điều thú vị vô cùng trong cái livestream này và chúng ta cùng nhận được. Tuyệt vời, tôi đã nhìn thấy tôi trên màn hình đây rồi, rất là tốt, tôi đã kiểm soát được rất là tốt cái màn hình. Ok. Dạ. À, đây trên này tôi đã nhìn thấy bạn Vân Anh, thật tuyệt vời. Tôi đã nhìn thấy bạn Vân Anh. Rồi, ai nữa đấy? Rồi, trên này thì cũng đã nói rằng là các bạn hãy nói gì đi để tôi biết rằng các bạn đang tham gia livestream cùng với tôi. Gần đây thì tôi nhận được những phản hồi rất là tích cực từ các bạn rằng là những điều tôi chia sẻ nó rất là bổ ích và thiết thực với mọi người. Và tôi nên chia sẻ sâu hơn một chút, sâu hơn nữa, thiết thực hơn nữa, cụ thể hơn nữa, đặc biệt là với những cái câu hỏi thuộc về vấn đề cá nhân của từng người, thuộc trường hợp của từng người. Và bản thân thì tôi rất là khao khát điều đó, và cũng mong muốn rằng là các bạn hãy đặt ra vấn đề, đặt ra trường hợp của mình, thì tôi sẽ rất sẵn sàng để chia sẻ từ cái góc nhìn của mình, từ những trải nghiệm của mình và những hiểu biết của mình với các bạn. Bạn Tâm Bảo Hiểm, xin chào bạn. Rồi, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau rằng gì? Hiểu mình, hiểu người. Đây là một điều hay tuyệt vời các bạn.
Tôi phải thành thật với các bạn rằng là cho đến đi đến độ khoảng nửa đời người, hơn nửa đời người mà tôi vẫn thực sự rằng khi chưa biết đến NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy, thì tôi thực sự chưa hiểu mình. Và tôi cũng tin rằng nếu chúng ta chưa sở hữu nhuần nhuyễn NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy, thì chắc chắn là chúng ta cũng chưa hiểu mình. Chưa hiểu mình. Và minh chứng trong cái cuộc hôm nay chúng ta sẽ có những nhiều điều thú vị để chia sẻ với nhau lắm ạ. Wow, cảm ơn bạn chúng đang chú Kiên. Rồi. Và chủ đề của chúng ta hôm nay là gì? Hiểu mình, hiểu người. Các bạn cũng cùng chia sẻ với tôi đi ạ. Mình cứ thành thật với nhau nhé. Hiểu mình, hiểu người nghĩa là thế nào? Chúng ta hay nghe cái câu trên trong cuộc sống hiện nay hoặc là trên Facebook, trên live stream của ai đó hay nói rằng là tôi là ai? Tôi đang ở đâu, tôi đang đi đâu và tôi sẽ đi đến đâu. Thế rồi chúng ta nghe những câu đó khá là quen. Nhưng thực sự chúng ta có ngấm được điều đó hay không? Ngấm được điều đó hay không? Thế rồi thì cũng có nhiều live stream của những nhà huấn luyện, những người chia sẻ, người ta nói rằng là mình muốn đến mục tiêu nào thì mình phải định vị được mình đang ở đâu. Mình là ai, mình đang ở đâu. Thực sự chúng ta có hiểu được điều đó hay không? Nếu hiểu được thì nó sẽ dễ dàng trong việc chúng ta gì đi đến mục tiêu. Còn nếu như chúng ta vẫn loay hoay mãi, chúng ta cho rằng là mình biết rồi, mình hiểu mình chứ, tôi là tôi chứ còn tôi là ai, tôi tên là tôi này, tôi đang làm những việc như tôi đang làm này và tôi thấy đang ok này, tôi đang nỗ lực thôi, tất cả những trải nghiệm là những tất cả những trải nghiệm, những kinh nghiệm và những gì tôi đã học hỏi được thì đó là điều đáng quý với tôi và tôi đang nỗ lực để tiến đến mục tiêu của tôi đây. Nhưng chúng ta sẽ hỏi lại, vì sao mà 5 năm rồi, 10 năm rồi chúng ta vẫn cứ không đạt đến mục tiêu của mình vậy? Và cho đến thời điểm hiện nay thì chúng ta vẫn chưa biết được rằng là 2 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa thực sự chúng ta đang đi về đâu. Chỉ khi nào chúng ta biết rõ được điều đó, chúng ta biết rằng là chúng ta đang làm gì, từng thời điểm cụ thể chúng ta sẽ đạt được, chắc chắn đạt được kết quả gì và bao nhiêu năm ở những ngưỡng thời gian cụ thể chúng ta chắc chắn đạt được kết quả gì, lúc đó thực sự chúng ta mới thực sự là hiểu mình là ai, mình đang ở đâu, mình đang đi đâu và mình đang tiến đến đâu. Đó. Tôi rất mong muốn rằng các bạn sẽ cùng trao đổi chia sẻ với tôi chủ đề này. Chủ đề này. Và cứ bộc bạch thôi, tự nhiên chúng ta bộc bạch với nhau thôi, trên tinh thần là chúng ta cùng chia sẻ những hiểu biết để làm sao cuộc sống cá nhân của chúng ta được cải thiện, nâng cao về chất lượng và trong công việc thì làm gia tăng hiệu quả, trong mối quan hệ thì gia tăng về cái chất lượng của mối quan hệ và trong cuộc sống tinh thần và gia đình thì chúng ta đạt được sự vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn bạn Yuha. Hiểu mình là hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, hiểu mình muốn trở thành ai và muốn điều gì, cần làm gì. Đúng rồi. Chúng ta hiểu về điểm mạnh, điểm yếu thì có một điều thế này. Trước đây thì tôi cũng nghĩ rằng là mình hiểu mình và mình đang làm những cái việc mà mình vẫn đang làm và mình đang nỗ lực để học hỏi thêm để có thể cải thiện được những cái điều mà chúng ta mà tôi muốn cải thiện và để đạt được cái kết quả mà tôi mong muốn. Thế phải cứ nỗ lực mãi, nỗ lực mãi. Và cuối cùng thì mình cứ loay hoay. Nó giống như là mình như một con thuyền trên biển ấy. Nhưng mình trong tay mình chẳng có một chút bản đồ nào cả. Và chẳng có cái la bàn nào cả. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là mình đang đi đúng. Mình nghĩ là mình đang đi đúng. À, cái chết là cái điều là gì? Mình cứ nghĩ mình đang ok, mình đang đi đúng. Vậy thì có một cái câu test thế này thôi các bạn. Có cái test này để chúng ta biết được chúng ta đúng hay không đúng này. Thứ nhất, chúng ta có đang làm cái việc chúng ta yêu thích hay không? Tức là mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta có cảm thấy vui vẻ với cái việc mà chúng ta đang làm hay không? Và chúng ta làm nó với một cái niềm đam mê, hưng phấn và chẳng biết thời gian, chẳng biết mệt mỏi là gì không? Đấy, cái điều test thứ nhất. Cái test thứ hai là tự chung lại 3 năm, 5 năm hay 7 năm gần đây, chúng ta đã đạt được những kết quả như thế nào trong cái hành trình quá khứ trở lại đây.
2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm trở lại đây? Và cái điều đó nó đúng với cái dự kiến dự định của chúng ta cách đó vài năm không? Và mình đang biết là mình đang đi đến đâu không? Đấy. Thế thì cái đó nó sẽ minh chứng cho chúng ta biết rằng là thực sự chúng ta biết mình là ai hay không, hay là chúng ta vẫn đang tự thấy mình ok nhưng chưa biết là mình hành trình đi đâu cả. Đấy là điều mà chúng ta sẽ trao đổi và chia sẻ hôm nay. Để hiểu mình hiểu người, trong khoa học NLP nó có những điều vô cùng thần kỳ hay, bởi vì tôi vẫn chia sẻ với các bạn rằng NLP lập trình ngôn ngữ tư duy của chúng ta là môn khoa học mà nó được hợp lại bởi những công trình nghiên cứu xuất sắc nhất trên thế giới về con người chúng ta, về con người, về cái cách thức mà con người phải làm để đạt được kết quả. Ví dụ, khoa học thứ nhất của NLP là nghiên cứu về bộ não con người. Vậy chúng ta biết rằng là gì? Bộ não chúng ta là nơi đưa ra các cái quyết định cho mọi hành vi, hành động của con người. Ví dụ, chúng ta định nói ngôn ngữ gì với nhau? Ví dụ như là tôi đang nói ngôn ngữ, chia sẻ với các bạn điều này, thì tôi cũng đang nghĩ trong đầu là nói cái gì để cho các bạn hiểu vấn đề. Rồi tôi thể hiện cái thái độ của mình, mỗi chúng ta đều thể hiện thái độ của mình trước các mối quan hệ ra sao. Đấy. Ví dụ như là với người lạ thì chúng ta dửng dưng, tại sao vậy? Với người quen thì chúng ta hồ hởi. Với những người mà chúng ta bị có những khúc mắc trong quá khứ thì chúng ta cảm thấy giận dữ, cáu giận, hay là chúng ta không muốn làm quen. Có một cái thái độ rất rõ rệt, vì sao lại vậy? Đấy là cái thái độ, nó cũng bắt đầu gì? Bắt nguồn từ tư duy bộ não của chúng ta ra. Rồi năng lực của chúng ta giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hiện tại, giải quyết trong công việc, giải quyết những sự vụ nảy sinh trong cuộc sống, nó cũng đã bắt nguồn từ bộ não chúng ta. Vậy khoa học NLP thì sẽ gì? Là những công trình xuất sắc nghiên cứu về bộ não sẽ giải thích cho chúng ta tại sao mỗi người lại ứng xử như vậy. Rồi ở các cái mô đun khác nhau thì NLP tiếp tục minh chứng chúng ta, nếu mỗi người mà ứng xử theo cái cách như vậy thì chắc chắn cuộc sống sẽ như thế nào, cuộc đời sẽ như thế nào nếu như không thay đổi. Và NLP sẽ tiếp tục gì, có những công cụ mô đun khác nhau gì, trao cho chúng ta những cái công cụ rằng vậy thì thay đổi thì bằng công cụ như thế nào để gì thay đổi bền vững và đạt được sự xuất sắc, rồi dần tiến đến sự xuất chúng. Đấy là khoa học đầu tiên là nghiên cứu về bộ não chúng ta nhé. Khoa học thứ hai thì nghiên cứu về ngôn ngữ. Ngôn ngữ nào thì được người nghe dễ chấp nhận, đồng thuận, hưởng ứng, thích nghe, tin, làm theo. Và ngôn ngữ nào thì khiến người nghe là gì? Cảm thấy chán ngán, ngày càng thấy chán và họ không muốn nghe nữa, ngắt đứt kết nối. Và cái khoa học thứ ba là nghiên cứu về hành vi con người. Hành vi. Vì sao mỗi người lại đưa ra cái hành vi như vậy? Vì sao mỗi người lại cứ mãi hành động như vậy? Và mặc dù là họ biết rằng cái kết quả cuộc sống của họ không như họ mong muốn, nhưng họ cứ mãi vẫn hành vi như vậy và hành động như vậy, thái độ như vậy. Vì sao lại vậy? Nó xuất phát từ bên trong. Và khoa học thứ tư là khoa học trị liệu về gì? Về cảm xúc con người. Trị liệu về cảm xúc con người. Các bạn hãy chú ý giúp tôi rằng những gì tôi chia sẻ nó đều là những cái ý để bổ sung cho nội dung của hôm nay, tức là hiểu mình, hiểu người. Ok. Bắt đầu chúng ta vậy. Bắt đầu tìm hiểu vấn đề là chúng ta bắt đầu hiểu mình, hiểu người. Vì sao trong cuộc sống này chúng ta khác nhau như vậy? Ngay trong cùng anh em một nhà thôi chúng ta cũng khác nhau như vậy, chưa kể đến người ngoài. Ngay trong cùng một nhà chúng ta cũng khác nhau. Và cái sự khác nhau đó nó gây ra điều gì? Nó gây ra sự bất hòa, bất đồng ý kiến, rồi nặng hơn bắt đầu là mâu thuẫn, rồi là nặng nề hơn nữa thì có những hậu quả nghiêm trọng khác xảy ra. Và nếu chúng ta có thể hóa giải được cái sự khác biệt hay không? Hoàn toàn. Về quy luật tự nhiên thì theo cá nhân tôi thì nhận thức thế này. Có phải là chúng ta đang gì
đang sống trong một xã hội, đang sống trong một hành tinh mà rất có cái sự đa dạng sinh học không? Đa dạng sinh học. Vậy thì con người chúng ta trong cuộc sống này thì cũng phải gì? Đa dạng cá tính. Như vậy mới hợp thành một xã hội gì? Đa dạng. Như vậy nó mới thú vị. Nhưng mà chúng ta thấy một điều không ạ? Chúng ta dường như là không chấp nhận những sự khác biệt đó. Đấy là nguồn cơn của bất đồng, nguồn cơn của mâu thuẫn. Nhưng cho đến khi chúng ta bắt đầu học hỏi được và hiểu được sự khác biệt đó là tự nhiên của cuộc sống, của sự đa dạng sinh học, và chúng ta biết được là sự khác biệt đó chúng ta làm thế nào để có thể đồng điệu, để có thể chuyển hóa thành sức mạnh của chúng ta, thì điều đó lại tuyệt vời vô cùng. Vậy thì những người nào mà dị chuyển hóa toàn bộ sự khác biệt đó, tức là hóa thân mình đồng điệu với toàn bộ sự khác biệt đó và lấy được sự ủng hộ của toàn bộ sự khác biệt đó, thì người đó có sức mạnh vô địch. Đây cũng là điều nội dung mà chúng ta nói với nhau trong chủ đề là gì? Là muốn đi nhanh đi một mình, nhưng muốn đi xa thì phải đi với nhiều người. Muốn đi được với nhiều người, chúng ta phải biết cách đồng điệu, thu hút. Bởi vì tất cả chúng ta thì ai cũng gì? Bắt đầu bằng cái việc là gì? Ai chúng ta cũng có một cái nhận thức riêng. Và cái nhận thức đó thì chúng ta bắt đầu là gì? Tiếp cận với một mối quan hệ. Và chúng ta bắt đầu phải từ đầu tiên chúng ta phải thích đã. Phải bắt đầu thích bằng cái mắt của chúng ta đã. Rồi chúng ta mới bắt đầu gì? Có cái thái độ. Và trong cái thái độ đó thì chúng ta có cái năng lượng để bắt đầu cởi mở ra để tiếp cận gần với nhau. Còn nếu như chúng ta không thích bằng mắt, từ mắt nhìn đã không thích rồi, thì chúng ta bắt đầu có cái cảm xúc phán xét. Và chúng ta bắt đầu tỏa ra cái năng lượng là không thích. Và cái năng lượng đó thì sẽ ngăn ngay cái sự kết nối giữa hai người với nhau. Thế là chúng ta ngăn đứt kết nối ngay từ đó. Vậy thì phải từ thích. Thế rồi bắt đầu mới đến gì? Rồi giao tiếp, rồi bắt đầu mới đến tin. Tin rồi bắt đầu mới đến cái giai đoạn là muốn lắng nghe. Và muốn lắng nghe rồi thì mới đến cái giai đoạn là muốn hành động theo. Hành động cùng, hành động theo. Đấy, đây cũng là một trong những nguyên lý hay là nói là bí quyết để chúng ta có thể gì? Vận dụng được sức mạnh. Về gì? Muốn đi nhanh đi một mình, muốn đi xa, đi với nhiều người. Bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề là hiểu mình. Nói sâu hơn một chút về tại sao chúng ta khác biệt. Thế này thôi. Nào các bạn có thấy là gì? Chúng ta có 64 tỉnh thành. Rồi trong mỗi tỉnh thành, chúng ta mới nói trong phạm vi của Việt Nam, của nước ta thôi nhé. Chưa nói đến việc là năm châu bốn biển, rồi đa màu sắc, đa sắc tộc, đa ngôn ngữ. Chúng ta mới nói trong quốc gia ta thôi. Chúng ta có 64 tỉnh thành. 64 tỉnh thành đó thì lại có gì ạ? Thành phố. Thành phố thì lại có thành phố trung ương, thành phố địa phương, thành phố tỉnh. Rồi cấp thành phố đó thì lại bắt đầu có cái thị trấn. Rồi có huyện, có xã. Tức là có thành phố, có miền núi, có đồng bằng. Vậy thì mỗi một khu vực như vậy, chúng ta cũng có bao nhiêu ạ? 54 dân tộc anh em. 54 dân tộc. Đúng ạ. Mỗi dân tộc có một phong cách sinh hoạt, nề nếp cộng đồng khác nhau. Hoặc là ngay như nước ta cũng phân ra ba miền là gì? Bắc, Trung, Nam. Vậy thì chúng ta cũng có thấy không ạ? Ít hay nhiều thì cái sự khác biệt giữa người ba miền cũng khác nhau, Bắc, Trung, Nam khác nhau. Đó là sự khác biệt nhau về vùng miền. Rồi trong nội vùng miền đó, nó cũng có những gì? Những khu vực tỉnh, huyện, làng, xã với phong tục tập quán khác nhau. Rồi cá thể nhỏ hơn nữa là chúng ta đi sâu vào các gia đình. Các gia đình. Trong các gia đình thì chúng ta lại có rất nhiều các gì, các nhóm gia đình khác nhau. Bắt đầu là gì? Nhóm gia đình có nghề nghiệp là nông dân. Nhóm gia đình có nghề nghiệp là công nhân. Nhóm gia đình có nghề nghiệp là công nhân viên chức, hưởng lương thuần. Nhóm gia đình là hộ kinh doanh buôn bán nhỏ. Nhóm gia đình là những ông chủ doanh nghiệp. Nhóm gia đình là những nhà lãnh đạo quan chức. Đấy các bạn. Từ địa lý thổ nhưỡng cho đến gì? Đến các môi trường từng gia đình cũng khác nhau. Rồi,
Trong từng bao nhiêu nhóm gia đình đó thì chúng ta lại phân cấp tiếp rằng gì? Có những điều kiện khác nhau. Thì trong nhóm những gia đình làm nghề nông thì cũng có những gia đình có điều kiện rất là khá giả, nhưng có nhiều gia đình cũng điều kiện rất là hạn chế. Vậy giữa gia đình có điều kiện và gia đình hạn chế đó thì hai cái môi trường nuôi dưỡng ra những đứa trẻ này cũng đã khác nhau rồi. Và bây giờ thì chúng ta gì? Chúng ta liên tưởng rằng cuộc sống này, nhà nào mà có điều kiện kinh tế thì họ sẽ bắt đầu gửi con vào những trường tư ngay từ nhỏ và được học tập, được tiếp cận với những cái khoa học giáo dục nó tiên tiến và mới. Nhưng nếu nhà nào không có điều kiện thì bố mẹ thôi thì sẽ làm nghề phụ gì ở nhà thì sẽ suốt ngày loanh quanh với bé. Hoặc nếu phải đi làm thì gì? Khóa bé trong nhà, nhốt bé trong nhà, hoặc là có thể là mời ông bà lên chăm. Rồi chúng ta nói tiếp đến các cái gia đình nhà công nhân, nhà nông dân, nhà công chức. Thì mỗi một nhóm gia đình lại có điều kiện kinh tế khác nhau, điều kiện về bố mẹ hiểu cái sự quá trình trưởng thành của trẻ khác nhau thì sẽ tác động khác nhau. Ví dụ, những gia đình hiểu biết về con trẻ lớn lên bị tác động bởi cái gì thì họ sẽ ứng xử với nhau theo cái cách để con trẻ bắt chước. Nhưng nếu không biết được điều này, bố mẹ sẽ ứng xử với nhau một cách tự nhiên. Ví dụ, họ có thể chiến tranh lạnh, họ có thể cãi nhau, họ có thể mâu thuẫn, họ có thể xô đĩa gãy bát, rồi họ có thể gì muốn những đứa con mình tốt lên nhưng mà không phải bằng khuyến khích, bằng sự trừng phạt, bằng sự chỉ trích, nhức móc. Thì đấy cũng là những cái điều kiện để nuôi dạy những đứa con khác nhau thì sẽ tạo ra những tính cách khác nhau của những đứa trẻ. Đấy, nói như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng gì? Là mỗi đứa trẻ chúng ta sinh ra chịu sự tác động ghê gớm của điều kiện nuôi dưỡng trong gia đình mà trực tiếp là bố mẹ. Rồi tiếp theo là gì? Là cái phong tục tập quán của làng xóm xung quanh. Tư duy của gia đình mình, tư duy của làng xóm xung quanh, tư duy của cái vùng đất đó. Rồi gì? Rộng hơn nữa bắt đầu là tư duy của dân tộc. Chúng ta chịu sự đó và không thoát ly khỏi cái tư duy đó. Vậy thì chúng ta khác nhau như vậy đấy. Khác nhau về vấn đề nhận thức, đúng không? Từ gia đình mình cho đến ra làng xóm, ra đến bắt đầu cộng đồng rộng hơn, ra đến bắt đầu là tầm rồi quốc gia của chúng ta. Cái quá trình sống tại môi trường gia đình, cái quá trình ra trường học, rồi cái quá trình bắt đầu ra đi làm. Và dẫn đến là chúng ta nhận thức tư duy của cả cộng đồng. Thì tất cả chúng ta xuất phát điểm như thế nào thì sẽ tạo ra cái nhận thức nó khác nhau như vậy. Chưa kể, nếu chúng ta đi sâu vào những nghiên cứu của về con người, chúng ta thấy có cái sự khác biệt nhau nữa về cái sự vận hành bên trong bộ não của chúng ta, sự vận hành bên trong về cái biểu hiện nội tâm. Hệ thống biểu hiện nội tâm có gì đâu, nó gọi là các cái gì thị giác, thính giác, rồi là cái cảm xúc con người. Nó gọi là chung là gì? Cái hệ thống biểu thị nội tâm. Nghe cái tên nó rất là kỹ thuật như vậy, nghe rất là thông minh như vậy, nhưng mà thực chất nó đơn giản thôi. Đó là gì? Cái cảm xúc của con người chúng ta, rồi cái cảm giác của con người chúng ta, cái tư duy suy nghĩ của con người chúng ta, nó gọi là hệ thống biểu thị nội tâm. Ví dụ như là gì? Vì sao mà trong cuộc sống này chúng ta truyền thông tài liệu với nhau thì lại phải có hình ảnh, phải có chữ viết, sau lại phải có âm thanh? Là bởi vì gì? Nó đáp ứng toàn bộ những gì? Những cái hệ thống biểu thị khác nhau, biểu thị nội tâm khác nhau của một con người chúng ta. Ví dụ có người thì thích truyền thông bằng gì? Hình ảnh. Họ rất thích xem những hình ảnh để họ có thể chuyển hóa thành nhận thức của họ. Có những người thì lại rất thích nghe âm thanh để họ có thể cảm nhận và có thể là lấy được ý nghĩa của cuộc sống này vào. Có những người thì lại đánh giá sự kiện hiện tượng bằng logic. Có những người thì lại đánh giá sự kiện hiện tượng bằng cái cảm nhận cảm xúc của mình. Đấy, cái sự khác biệt của chúng ta là như vậy. Vậy thì cái sự khác biệt đấy chúng ta có biết được hay không của từng người? Và chúng ta bắt đầu mang cái điều này, mang cái hiểu biết của từng người chúng ta để chúng ta giao tiếp với nhau. Và nếu như một ở bên kia người ta muốn nghe bằng gì? Cái truyền thông của chúng ta này, bằng hình ảnh. Nhưng chúng ta lại thuộc về người âm thanh, chúng ta cứ truyền thông bằng âm thanh, cứ rủ ra rủ gì. Thế thì cái người nghe bằng hình ảnh kia thì họ sẽ cảm thấy là không hiểu được vấn đề, và họ sẽ cảm thấy oải, chán, và thấy rằng là hai bên không hiểu nhau và bắt đầu ngắt kết nối. Nếu chúng ta biết được điều đó
thì như phần đầu tôi chia sẻ với các bạn đấy, chúng ta rất đồng điệu được. Tức là nếu như bạn thuộc cái hệ thống biểu thị nội tâm đó bằng hình ảnh, thì tôi sẽ truyền thông thông điệp của tôi, ví dụ như thông điệp là bán hàng, thông điệp là thương thuyết, thông điệp là kết nối, bất kỳ thông điệp gì qua giao tiếp, thì tôi sẽ truyền thông bằng cái cách là hình ảnh với bạn. Thế là bạn sẽ thấy rằng rất là thoải mái với tôi, và bạn sẽ thích kết nối với tôi, bạn thấy rằng là tôi là người hiểu biết với bạn. Đó. Và nếu hay hơn nữa là gì, những cái kiến thức mà tôi chia sẻ với bạn nó lại gì, giải quyết được vấn đề cho bạn nữa, thì bạn lại càng thích. Đấy, chúng ta vẫn đang nói về chủ đề là gì, hiểu mình hiểu người, hiểu mình hiểu người, đúng không? Thế rồi ví dụ như là tôi lại biết một người rằng vậy, họ thuộc hệ logic, vậy thì tôi truyền thông với họ thì phải bằng gì? Phải bằng những số liệu chắc chắn, phải bằng những lập luận khoa học có lý. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng ok, rất dễ hiểu, và bạn sẽ đồng thuận. Đấy các bạn. Và chúng ta bây giờ đi sâu vào. Vậy thì tạo ra sự khác biệt cho đến thời điểm hiện tại của mỗi cá nhân chúng ta, nó đến từ đâu vậy? Nó đến từ đâu vậy? Và bây giờ thì tôi muốn tương tác với các bạn một chút. Không thì tôi cứ nói mãi mà tôi không biết rằng là có trúng với chủ đề của các bạn hay không. Vậy thì các bạn hãy cho tôi biết rằng là chủ đề tôi đang chia sẻ với các bạn, nó có đáp ứng với cái mong muốn của các bạn là muốn nghe về cái điều này, và nó có trúng với vấn đề chủ đề rằng là hiểu mình hiểu người hay không. Là các bạn hãy cho tôi những phản hồi. Cho tôi những phản hồi. Rồi, chào bạn Thanh Hiền đây, chào bạn Mai Hoa, Dung Phạm, Vân Lê. Nào các bạn ạ, hãy cho tôi những nhận xét rằng chủ đề tôi đã chia sẻ thấm thoát được là cũng giờ 25 phút rồi, nó có đúng với cái mong muốn mà các bạn có thể ngồi chờ để tham gia cái buổi hôm nay không? Để tôi tiếp tục. Tôi sợ rằng là có lẽ là tôi say sưa quá về cái điều mà tôi muốn trình bày với các bạn, thì nó lại gì, nó có vẻ như là kỹ thuật chẳng hạn, hay là gì đó các bạn có thể phản hồi để tôi có thể điều chỉnh để phù hợp với cái sự tiếp cận của các bạn. Đấy cũng là gì ạ? Tôi đang mong muốn rằng là tôi hiểu người, hiểu các bạn, để truyền thông đến các bạn nhằm đạt hiệu quả cao. Xin mời các bạn. Rồi, em vừa vào nên chưa biết ạ. Có anh ạ, cảm ơn bạn Nguyễn Oanh đã có một phản hồi đầu tiên rằng là bạn Oanh là có giờ bạn có nắm được vấn đề và hiểu ạ. Cảm ơn anh, thực sự rất hữu ích. Rồi, tuyệt vời, rất cảm ơn bạn rằng là chủ đề tôi chia sẻ nó đã không lạc đề và các bạn đã nắm được nội dung. Và tôi cũng rất mong muốn những cái phần phản hồi của các bạn nhé. Phần nào mà tôi nói mà các bạn sẽ có thể là còn bối rối thì các bạn hãy cho tôi câu hỏi. Thì từ đó tôi sẽ có thể làm sâu sắc hơn, và từ câu hỏi của các bạn thì nhiều người khác cũng sẽ nhờ đó mà hiểu được. Các bạn đừng kiệm lời. Phần của tôi cho đi là những hiểu biết từ những khoa học về lập trình ngôn ngữ tư duy, khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh hiện nay. Và nó giúp con người gì ạ? Nếu sở hữu được nó rồi thì ứng dụng nó vào công việc và cuộc sống thì sẽ giúp những cá nhân dần dần trở nên vượt trội và xuất chúng. Bởi vì như phần đầu tôi chia sẻ với các bạn rằng gì, khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy là bốn cái ngành khoa học xuất sắc nhất trên thế giới này. Và mỗi một ngành khoa học là nó được tổng hợp hàng chục những công trình nghiên cứu xuất sắc nhất về gì? Về bộ não con người, về ngôn ngữ, về hành vi và về cái cảm xúc bên trong con người. Nên nó chỉ ra rất là chi tiết, tỉ mỉ, cụ thể, sâu sắc vì sao mỗi cá nhân chúng ta lại như vậy. Và nếu mỗi cá nhân chúng ta lại như vậy thì làm cách nào để khác đi, tạo ra kết quả khác đi nếu như cái kết quả cuộc đời của mỗi người nó không như ý. Mọi vấn đề của cuộc sống đều được giải quyết bằng NLP. Và tôi đang trình bày bằng tất cả những cái điều đó với các bạn. Và các bạn thì, đấy, tôi mong muốn rằng cái tôi cho đi là những trải nghiệm của mình, những hiểu biết về khoa học NLP. Và các bạn lại cho tôi là gì ạ? Là những cái câu hỏi, là những phản hồi để tôi có thể nhận ra cái điều gì đó, để chúng ta tương tác tốt hơn này, rồi giúp tôi
sẽ chia sẻ đúng trọng tâm hơn, rồi giúp các bạn là gì hiểu được vấn đề một cách sâu sắc hơn và biến những thứ đó trở thành tư duy, trở thành suy nghĩ, trở thành hành vi của các bạn từ nay trở đi, nhằm cải thiện những cái ứng xử, những cái lề lối giải quyết của chúng ta trong công việc tốt hơn, từ công việc cho đến đời sống gia đình. Các bạn hãy cho tôi những câu hỏi nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ tiếp với các bạn. Vài phút trước đây chúng ta sẽ chia sẻ rằng gì? Chúng ta đã sinh ra trong những gia đình khác nhau, nên chúng ta đã thừa hưởng những nhận thức, những tư duy khác nhau. Và bây giờ một bật mí quan trọng với các bạn là gì? Nếu như cá nhân cụ thể của chúng ta cho đến bây giờ mà chưa tham gia vào cái quá trình học hỏi để hoàn thiện, để phát triển bản thân, thì tất nhiên rồi, chúng ta hãy nhìn những khuôn mẫu là ông bà chúng ta, bố mẹ chúng ta, anh chị em như thế nào, anh chị em chúng ta như thế nào, thì chúng ta trở thành nguyên bản như vậy. Nguyên bản như vậy không khác được. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì như phần đầu chúng ta chia sẻ, chúng ta lấy khuôn mẫu từ đó mà ra thôi, không có khác đâu gì cả. Bởi vì sao? Chúng ta bắt đầu chứng minh này. Khi chúng ta còn là một em bé, một em bé bắt đầu ra đời, thì em bé đó đã có nhận thức, đã có tư duy, đã có hiểu biết gì chưa? Chưa hề. Và em bé đó bắt đầu nhận thức từ đâu? Bắt đầu nhận thức từ bố mẹ mình, từ những cái ôm bé à ơi và cái giao tiếp bằng ngôn ngữ. Đúng không ạ? Rồi những người thân quen xung quanh là anh chị em, là cô dì chú bác, bạn bè. Rồi sau đến khi đi học thì bắt đầu là trường làng, trường phường. Lớn lên một chút nữa thì bắt đầu là trường quận, trường thành phố. Lớn lên nữa thì bắt đầu là đại học. Vậy thì tất cả các cái tư duy vùng miền, tư duy quốc gia nó cũng chỉ nằm trong cái phạm vi này thôi. Chúng ta sẽ ngược thời gian về cái giai đoạn mà những thời kỳ xa xưa của các cụ chúng ta, những năm 45, những năm 60 hoặc những năm bao cấp. Cái thời điểm đó thì tư duy của chúng ta như thế nào? Nếu như chưa du nhập, mở cửa. Và khi từ khi bắt đầu mở cửa thì những cái tư tưởng mới, những cái tư duy mới, những cái công thức mới, cách làm mới, xu hướng mới, khoa học công nghệ nữa, nó đổ vào và chúng ta đã tiến bộ như thế nào? Thế thì chúng ta quay ngược lại, một quốc gia đã như vậy thì chúng ta quay ngược lại cá nhân chúng ta. Nếu như chúng ta chỉ sinh ra trong gia đình, chúng ta chỉ lớn lên qua các trường học, chúng ta chỉ lớn lên ở cái trường đại học, rồi chúng ta vào một đơn vị nào đó làm việc, và với cái tư duy như vậy thì sao? Thì chúng ta sẽ tạo ra đúng cái kết quả mà chúng ta đang hưởng. Chúng ta đang tạo ra cái kết quả đúng chúng ta đang hưởng. Mà trong nhiều live stream tôi đã chia sẻ là gì? Cái kết quả hiện tại của chúng ta nó bao gồm là gì? Cái kết quả đó của mỗi người cho đến thời điểm hiện nay chúng ta đang giao lưu với nhau thì chúng ta đang nói rằng gì? Đó là tư duy và suy nghĩ trong đầu chúng ta. Cái kết quả đến thời điểm hiện tại của một cá nhân ấy, đó là tư duy, suy nghĩ trong đầu của một người đó. Đó là năng lực xử lý mọi vấn đề của người đó trong cuộc sống. Từ xử lý công việc đến xử lý các mối quan hệ gia đình, xã hội. Rồi đến gì? Uy tín của người đó trong cộng đồng. Đấy là toàn bộ kết quả của một người. Toàn bộ kết quả của một người. Đấy. Thế thì kết quả của người đó từ khi sinh ra cho đến thời điểm hiện tại. Tất cả những gì người đó trải nghiệm được, học được và đang thể hiện mình và có một kết quả như hiện tại. Và cái kết quả đó, mỗi cá nhân chúng ta đã hài lòng chưa? Đã cảm thấy viên mãn với sự nghiệp, với công việc, với cuộc sống của mình chưa? Và nếu chưa, thì như phần đầu chúng ta nói đó, chúng ta đã hiểu mình chưa? Có lẽ là chúng ta gì? Cần đánh giá lại một chút rằng chúng ta đang ở đâu và thực sự là cuộc đời này chúng ta đang muốn đi đến đâu? Và bây giờ chúng ta đang ở đâu? Bằng cách nào để chúng ta đi đến đó? Ví dụ bây giờ chúng ta 30 tuổi, chúng ta muốn có một sự nghiệp thành công vào năm 40-45 tuổi. Vậy thì chỉ có 15 năm nữa thôi. Làm cách nào để có thể đạt được cái sự nghiệp đó? Làm thế nào để chứng minh rằng mỗi một năm đạt được đúng cái kết quả mà chúng ta muốn đạt? Thì đấy, lúc đấy nó gọi là hiểu mình, hiểu người, hiểu mình. Bởi vì mình đã làm chủ cuộc đời mình rồi. Bởi vì mình đã biết rằng là cái năng lực của mình đến đâu, còn thiếu gì, đang có gì, và mình cần cái công cụ gì để mình có thể đo vẽ từng bước một để hành động, đạt đến mục tiêu.
Bây giờ chúng ta nói về chúng ta trưởng thành thì qua những gì? Con người chúng ta trưởng thành chỉ có qua ba cái kênh chính thôi. Qua bên ba kênh chính thôi. Cái kênh thứ nhất là những ngôn ngữ chúng ta nghe được từ nhỏ. Ngôn ngữ chúng ta nghe được từ nhỏ. Đó, ngôn ngữ. Vậy thì bắt đầu tiên là chúng ta nghe ngôn ngữ từ gia đình mình, từ bố mẹ mình, anh chị em mình, cô dì chú bác mình. Rồi tiếp theo là ta nghe những ngôn ngữ của gì? Cộng đồng dân cư xung quanh mình. Sau đó là ngôn ngữ của cái tỉnh của mình, cái vùng dân cư mình. Đấy, chúng ta trưởng thành bởi gì? Cái kênh đầu tiên khiến chúng ta trưởng thành, khiến chúng ta nhận thức đầu tiên là ngôn ngữ. Nên các bạn đã thấy là chúng ta có ba miền gì ạ? Bắc, Trung, Nam. Thì có phải là chúng ta có ba cái ngôn ngữ của ba miền không ạ? Ba cái tiếng của ba miền không ạ? Đấy, chúng ta trưởng thành bằng kênh thứ nhất là ngôn ngữ. Kênh thứ hai là những quan sát của chúng ta, những chứng kiến của chúng ta về sự kiện hiện tượng xảy ra xung quanh chúng ta từ nhỏ. Đấy, tất cả là những trải nghiệm, là những kiến thức, là những tri thức, và bắt đầu nó giúp chúng ta có nhận thức về cuộc sống này. Thì trong toàn bộ cái những cái gì mà chúng ta quan sát được về sự kiện hiện tượng này, nó đều đưa vào trong đầu chúng ta có cả gì? Cả tích cực cộng với tiêu cực. Có cả xấu lẫn tốt. Đó là toàn bộ gì? Những sự kiện hiện tượng xảy ra trong cuộc sống này. Ví dụ, trong gia đình là cái tích cực và tiêu cực là gì? Cái tích cực là có những lúc gia đình rất là vui. Còn tiêu cực là sao? Là những lúc mà gia đình mà bố mẹ là gì? Xô bát xô đũa với nhau, chỉ trích nhau. Rồi là gì ạ? Khi chúng ta là còn còn bé thì nếu chúng ta học dốt thì bố mẹ bắt đầu là gì? Cho những trận roi đòn. Rồi là có thể mắng chúng ta, cấm chúng ta trừng mắt ra, rồi dọa dẫm khiến chúng ta rất sợ hãi. Thì đấy là những cái trải nghiệm. Rồi chúng ta lại được gì? Bố mẹ cho đi chơi này, đi du lịch này, được đi mua quà, những cái lúc mà bố mẹ vui vẻ này. Thì đấy là những trải nghiệm tích cực. Còn những cái trải nghiệm bạo hành, những cái trải nghiệm tổn thương đấy thì những trải nghiệm tiêu cực. Rồi ra xã hội ngoài kia, chúng ta thấy là những cái chuyện gì là tệ nạn xã hội. Rồi ví dụ như là người lớn thì cấm cái nọ, cấm cái kia. Bảo làm cái nọ, bảo làm cái kia theo ý của người lớn. Thì đấy là tất cả những cái trải nghiệm đó. Nó dần dần hình thành nên gì? Tư duy, suy nghĩ, thói quen. Thói quen đấy cũng cả có cả thói quen về tư duy nữa. Và lớn lên chúng ta cứ hành xử theo cái thói quen đó mà thôi. Chúng ta cứ hành xử theo thói quen đó. Đấy là gì? Bắt đầu là gì? Kênh thứ hai. Kênh thứ nhất là gì? Ngôn ngữ chúng ta được nghe từ nhỏ. Kênh thứ hai là gì? Những quan sát chứng kiến sự kiện hiện tượng, những mối quan hệ và những biến chuyển của những quy luật diễn biến xung quanh của đời sống chúng ta. Đấy là quan sát. Và kênh thứ ba cực kỳ quan trọng để nó củng cố thêm hai cái kênh đầu tiên là đúng là trải nghiệm thực tiễn của chúng ta ở trong những ngôn ngữ sự kiện đó. Ví dụ về ngôn ngữ, chúng ta phải gọi đúng cái thứ ngôn ngữ đó thì những người xung quanh của chúng ta mới thưa. Còn nếu gọi chặt đi thì nó sẽ như một cái gì đó nó rất là khác và người ta rất là khó nghe. Ví dụ ngoài Bắc này thì gọi ngã là ngã, nhưng trong miền Nam thì gọi là té. Đúng ạ, đấy thì hai thứ đã khác nhau rồi. Đấy. Rồi chúng ta nhìn, chúng ta có thể lấy ra ví dụ rất nhiều cái tiếng địa phương cho thấy rằng cái ngôn ngữ nó khác nhau ra sao. Và chúng ta gì? Chúng ta dùng đấy cái kênh ngôn ngữ đó để chúng ta gì? Biểu hiện và thể hiện mình trong giao tiếp. Và cái kênh mà tôi đang chia sẻ với các bạn là cái kênh thứ ba là kênh trải nghiệm ấy. Tức là chúng ta đắm mình trong những sự kiện hiện tượng đó. Và chúng ta bắt đầu quan sát, ví dụ quan sát thất bại của ai đó. Rồi quan sát cái sự ngây thơ dại dột của ai đó và chúng ta thử đắm mình một lần và chúng ta cũng bị thất bại như vậy. Thế là nó thành một cái trải nghiệm. Và trải nghiệm đó bắt đầu nó đi suốt cuộc đời chúng ta và khi cứ gặp một lần như thế nữa thì chúng ta bắt đầu là chào ngay lập tức và là không. Tôi đã trải nghiệm rồi và không được, tôi không có khả năng, tôi không hợp với điều đó. Và chúng ta tránh xa tất cả những cái gì, những cái thách thức mới nảy sinh mà nó na ná giống cái thứ mà ta đã thất bại trong quá khứ. Đấy, chúng ta thì khác biệt và chúng ta hiểu mình là như vậy. Và cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn luôn luôn gì
điều khiển cuộc sống của mình bằng cái thói quen mà chúng ta đã thừa hưởng trong suốt quá trình chúng ta lớn lên, từ đất gốc cho đến các môi trường giáo dục và cho đến môi trường chúng ta đang làm việc, đang công tác hiện nay. Có phải các bạn có thấy rằng chúng ta đang rất thích việc này hay việc kia nhưng chúng ta lại không dám làm? Chúng ta mơ ước có một cái kết quả nào đó trong cuộc sống, nhưng rồi nhìn về hiện tại, chúng ta lại thấy rằng mình không có khả năng để làm điều đó. Đấy, cái mâu thuẫn, đấy, cái đấy mà trong NLP nó gọi là mâu thuẫn bản thân. Có rất nhiều thứ. Vậy thì cái hiểu mình, hiểu người ở đây là như thế nào? Thông qua cái quá trình mà chúng ta chia sẻ với nhau vừa rồi, thì chúng ta thấy rằng một con người lớn lên như vậy, thì chúng ta vận vào chính bản thân mình. Rồi bây giờ chúng ta cũng thấy là vậy thì quá trình những người khác họ cũng lớn lên như vậy. Và khi bây giờ ra ngoài cuộc sống kia giao tiếp với ai, và các bạn bắt đầu để ý thấy họ khác biệt như thế nào, thì các bạn gì? Làm ơn hãy quay lại cái bài hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau. Bắt đầu hiểu, nếu là bạn thực sự với nhau thì hiểu bạn đấy sinh ra ở đâu, bạn đã qua những môi trường giáo dục nào, và bây giờ thì bạn ấy đang thể hiện một con người như vậy. Và nếu hiểu được điều đó thì chúng ta bắt đầu gì? Kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình nghĩa là gì? Nghĩa là không phán xét với các mối quan hệ của chúng ta nữa. Dù những người xuất hiện trước ta có là ai đi chăng nữa, chúng ta cũng không phán xét. Họ rất là thông minh thì chúng ta rất là hứng thú và ngưỡng mộ. Nhưng nếu là họ chậm chạp hạn chế thì chúng ta cũng bắt đầu quay ngược trở lại và thấy rằng ok, khả năng bạn ấy đã sinh ra từ đâu đó, đã có một cái môi trường nào đó mà khiến bạn thể hiện mình như hiện nay. Và điều đó là gì? Rất là đáng tiếc cho bạn. Và nếu như bạn biết rằng tất cả con người chúng ta đều có mọi nguồn lực để thành công, tất cả chúng ta đều có mọi nguồn lực để thành công, và chúng ta gì? Không có con người không có nguồn lực thành công, chỉ có những con người ở trong gì? Trong trạng thái chưa có cái nguồn lực thành công đấy mà thôi. Nguyên lý cuộc sống là như vậy. Chúng ta phải hiểu tất cả con người chúng ta là như vậy. Ví dụ, tại sao nói rằng tất cả con người đã là con người thì tất cả chúng ta đều có nguồn lực thành công để đạt được những điều mà chúng ta muốn đạt. Và không có con người không có nguồn lực thành công, mà chỉ có con người ở trong trạng thái thiếu nguồn lực đấy mà con. Vậy chúng ta hãy chứng minh này. Nếu như bây giờ chúng ta là những người trưởng thành, thì chúng ta hãy nhớ đến cái giai đoạn mà chúng ta là sinh viên cao đẳng hay sinh viên đại học. Ở cái thời điểm đó, chúng ta đã kiếm được tiền chưa? Tạo ra thu nhập chưa? Chưa. Thì đấy là cái giai đoạn gọi là trạng thái thiếu cái nguồn lực thành công. Thiếu cái nguồn lực tạo ra thu nhập như hiện nay này. Thiếu nguồn lực này. Và bây giờ chúng ta lại so tiếp chúng ta ở thời điểm bây giờ hiện tại. Khi chúng ta đang thu nhập ở một mức độ nào đó, và có rất nhiều người ở ngoài kia lại còn thu nhập cao hơn ta gấp nhiều lần nữa, thì chúng ta cũng không thiếu cái nguồn lực để tạo ra thu nhập gấp nhiều lần nữa đâu. Mà chúng ta lại đang ở cái trạng thái đang thiếu nguồn lực để thu nhập cao như người kia, như những người thành công kia. Vậy thì làm thế nào? Vậy thì chúng ta lại bắt đầu bước tiếp cái quá trình là gì? Từ sinh viên chưa có những cái trải nghiệm, chưa có những cái năng lực đó, thì cho đến giờ chúng ta đã có cái năng lực và chúng ta đã bắt đầu tạo ra thu nhập. Thì vậy thì muốn thu nhập cao như người kia gì? Hãy tiếp tục gì? Học hỏi thêm để tích lũy được, sở hữu được những cái năng lực để tạo ra cái trạng thái thu nhập cao như những người ở ngoài kia. Đấy, cái nguyên lý và diễn biến cuộc sống nó đơn giản như vậy. Nào, như vậy thì chúng ta đã thấy gì ạ? Chúng ta đã thấy rằng là chúng ta đã hiểu, bắt đầu hiểu mình chưa ạ? Hiểu rằng cái kết quả của chúng ta hiện tại là tạo ra từ đâu chưa ạ? Và vì sao chúng ta lại đang có cái kết quả hiện tại? Vì sao chúng ta lại đang có cái cá tính như vậy, thái độ như vậy, và hành vi như vậy, hành động như vậy? Nào, tôi lại muốn gì? Giao lưu và chia sẻ với các bạn đây.
Vâng, các bạn hãy cho tôi những phần phản hồi và chia sẻ của các bạn đi ạ. Lại phần nhịp 2 vừa rồi, nó có giúp các bạn là bắt đầu hiểu sâu sắc về mình hơn không? Và bắt đầu là chúng ta bắt đầu hiểu được người khác cũng như vậy hay không? Là các bạn hãy cho tôi những phản hồi để tôi thấy rằng phần vừa rồi lại giúp ích được rất nhiều với các bạn. Rồi, cảm ơn bạn Hoàng Dương. Cảm ơn em Sang. Bạn là Phạm Hà, Tường Vũ. Rồi. Nào, các bạn có phần nào các bạn có thể muốn làm sâu sắc hơn hay rõ thêm thì hãy chia sẻ đây ạ. Bây giờ là rồi, chúng ta chỉ còn có 15 phút nữa thôi các bạn. Chỉ còn có 15 phút nữa thôi. Nên vấn đề gì các bạn muốn đào sâu hơn nữa để hiểu chính được bản thân mình thì các bạn hãy chia sẻ cùng với tôi. Và nội dung hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau nhằm mục đích gì? Chúng ta chia sẻ với nhau để gì? Để chúng ta hiểu mình và để chúng ta cũng hiểu được người khác ở xung quanh chúng ta. Đó là gì? Người trong gia đình của chúng ta, rồi họ hàng thân gần của chúng ta, rồi bạn bè của chúng ta, rồi anh em đồng nghiệp của chúng ta, rồi đội nhóm kinh doanh của chúng ta, rồi anh chị em trong doanh nghiệp của chúng ta. Để chúng ta hiểu được rằng là mỗi cá thể, mỗi con người chúng ta là có một sự khác biệt. Và cái khác biệt đó không phải là bản chất, mà nó được đào luyện, nó được hình thành bởi cái quá trình môi trường sống và là do từng gia đình, từng nhóm cộng đồng, từng vùng miền đó tạo nên họ. Và cho đến bây giờ, mỗi một người đang ở mức độ như vậy thì tức là đang ở trạng thái như vậy. Trạng thái tư duy, trạng thái suy nghĩ, trạng thái năng lực, trạng thái năng lực. Chúng ta không có giới hạn về năng lực và chúng ta nếu như bây giờ chúng ta đang ở thời điểm hiện nay và chỉ giải quyết được một vài việc đơn giản thôi thì đấy là trạng thái năng lực. Vậy thì muốn giải quyết được những việc phức tạp hơn, cao cấp hơn để tạo ra những thu nhập cao hơn thì phải gì? Học hỏi những kiến thức và những năng lực cao hơn nữa để đáp ứng những nhu cầu công việc cao hơn thì sẽ tạo ra thu nhập tốt hơn. Và tôi lại khuyến khích các bạn ạ, các bạn lại để lại email, để lại số điện thoại để tôi lại gửi tặng các bạn. Cái cách nào để các bạn có thể chuyển hóa bản thân, đập tan trì hoãn và biến những mong muốn của mình, biến những ý tưởng của mình trở thành hiện thực trong cuộc sống này. Nhưng có một điều tôi phải khuyến khích các bạn là gì? Chúng ta phải hành động. Chúng ta phải hành động. Bởi vì trong rất nhiều những livestream trước thì rất nhiều người nói rằng thưa anh thì làm thế nào để đập tan trì hoãn? Làm thế nào để có thể chăm chỉ? Làm thế nào để mình có thể bớt lười biếng? Đương nhiên rồi, nó sẽ là một cái chủ đề trong một livestream khác. Nhưng rõ ràng hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau ở đây là gì? Nó là thói quen của chúng ta thôi. Và thói quen này thì chính gì? Trước hết là chúng ta bị ảnh hưởng bởi, đấy, như lúc đầu tôi đã chia sẻ với các bạn, chúng ta bị ảnh hưởng bởi truyền thống gia đình mình. Truyền thống gia đình mình. Và nó ảnh hưởng bởi tư duy của những người thân gần mình nhất. Thế sau đó rồi nó trở thành thói quen rồi mà chúng ta lại không học hỏi để rằng chúng ta hiểu được rằng là có những cái cách để chúng ta phá bỏ được cái khuôn mẫu cũ này để chúng ta có thể đạt những cái kết quả tốt hơn và thoát khỏi cái thói quen này. Thì chúng ta lại tiếp tục gì? Cứ vận hành cái thói quen đó. Và để đến bây giờ nó đóng khung chúng ta lại một thời gian quá dài. Và chúng ta cảm thấy như là thoát khỏi cái trì hoãn đó nó vô cùng khó khăn như vậy. Thì đơn giản chúng ta hôm nay chia sẻ ngắn ở đây là gì? Nó chỉ đơn giản là thói quen. Và bây giờ nó cần những cái kỹ thuật để đập bỏ cái thói quen này, để đập tan trì hoãn này. Nó có những thói quen. Và những cái kỹ thuật này nó rất là sâu, tức là nó đánh thẳng vào tiềm thức của chúng ta. Tiềm thức là gì? Là cái cơ quan chỉ đạo toàn bộ cái sự vận hành của con người này. Và tôi thì đã có những video cách đây là 2 tuần thì chia sẻ về tiềm thức, ý thức và tiềm thức. Các bạn xem cái video đấy cực kỳ hay các bạn. Nó sẽ lý giải toàn bộ cái thế giới bên trong của chúng ta như thế nào, vận hành như thế nào và để cái cách thức để chúng ta có thể nói chuyện được với nó, biến nó trở thành cái sức mạnh hành động bên ngoài.
Ok. Dạ. Tuyệt vời, đúng rồi. Chúng ta chỉ ở trong cái trạng thái thiếu nguồn lực mà thôi. Dạ. Và các bạn ạ, tiếp cái phần trên chúng ta nói là gì? Không có con người thiếu nguồn lực để thành công. Là các bạn đang nghe cái livestream này, tham gia cái livestream này thì chúng ta hãy nhớ cái thông điệp này, cùng nhau chia sẻ cái thông điệp này. Không có con người thiếu nguồn lực để thành công. Chỉ có con người đang ở trong trạng thái đấy mà thôi. Trạng thái là một giai đoạn ngắn hạn. Và nếu như bạn muốn tiếp tục trạng thái này thì hãy duy trì tiếp tục cái nếp sống hiện tại, cái thói quen hiện tại, cái cách sống hiện tại. Còn nếu bạn muốn từ hôm nay, khi chúng ta đã biết được điều này rồi, chúng ta muốn phá bỏ cái trạng thái này để đạt một cái năng lực tốt hơn, cái kết quả tốt hơn trong tương lai, thì chúng ta bắt đầu phải gì? Phải hành động. Hành động để đạt đến cái trạng thái cao hơn, trạng thái năng lực tốt hơn để tạo ra những kết quả tốt hơn để phục vụ cái tương lai của mình. Và nó có một nguyên lý nữa mà tôi muốn chia sẻ các bạn là gì? Tất cả mọi người đều đang làm tốt nhất với nguồn lực của mình rồi. Tất cả mọi người đều đang làm tốt nhất với nguồn lực của mình. Và lựa chọn hiện tại là tốt nhất đối với họ. Lựa chọn hiện tại là tốt nhất đối với họ. Điều này nghĩa là sao? Nếu bạn với vai của một nhà quản lý, nếu bạn với vai là một người chủ gia đình đang nuôi dạy con cái, thì từ nay trở đi bạn sẽ hiểu một điều là gì? Nếu nhân viên của bạn giải quyết công việc như vậy, bạn giao, và nhân viên của bạn đạt cái kết quả như vậy thôi, thì nhân viên của bạn đã làm tốt nhất với nguồn lực của họ rồi. Điều này là một bí mật trong gì? Trong hiểu mình, hiểu người để trăm trận trăm thắng. Hiểu mình, hiểu người để gì? Muốn đi xa thì đi với nhiều người. Và nếu bạn không hiểu điều này mà bạn trách nhân viên của bạn và trách đến cái mức mà họ cảm thấy rằng là bị tổn thương, thì họ sẽ rời bỏ bạn. Và bạn đã mất công đào luyện rất là lâu rồi thì nhân viên này sẽ rời bỏ bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cái điều là gì? Mọi người đều đang làm tốt nhất với nguồn lực của mình. Bất kể điều gì thể hiện trong cuộc sống của mỗi cá nhân, họ đang làm gì thì đó là gì? Họ đang làm tốt nhất và đấy là sự lựa chọn của họ rồi. Tất cả chúng ta ai cũng đều mong muốn gì? Làm công việc nó tốt hơn, hiệu quả hơn, xuất sắc hơn. Thế nhưng nếu chỉ giải quyết ở mức độ đó thì nghĩa là gì? Nguồn lực của họ ở mức độ đó. Nguồn lực đây là gì? Nguồn lực là sự nhận thức, hiểu biết và năng lực. Họ đã dở hết ra rồi, không còn cách nào khác được. Ví dụ như trong gia đình. Trong gia đình là, ví dụ như là người phụ nữ là người đầu bếp. Họ hay vào bếp để họ nấu. Vậy mà họ nấu ra một món gì đó, một cái món rất là cầu kỳ, nhưng mà chưa ngon. Thì sao ạ? Thì họ đã làm tốt nhất với nguồn lực của họ rồi. Họ đã làm tốt nhất với nguồn lực của họ rồi. Bởi vì có ai muốn gì nấu ra một món ăn mà không muốn là nó đều phải là ngon như là ngon ở nhà hàng. Nhưng vấn đề là gì? Ở nhà hàng là những công thức bí mật bí truyền thì nó mới ngon được như vậy. Còn mình cũng muốn bắt chước cái điều đó. Thế nhưng mình không biết những bí mật bí truyền đó thì chúng ta chỉ nấu ra cái món mà chúng ta có thể ăn được mà thôi. Vậy thì chúng ta là người thưởng thức. Người chồng hay là những người quen là người thưởng thức. Thì đừng có gì ạ? Đừng có chê. Cái phép ứng xử của chúng ta hiểu mình hiểu người đấy là đừng có chê, bởi vì họ đã nỗ lực và làm tốt nhất với nguồn lực của họ rồi. Và nếu như mình chê thì sẽ động vào cái tổn thương, bởi vì họ đã rất nỗ lực nhưng chúng ta lại chê. Như vậy thì họ sẽ gì? Lần sau không muốn làm nữa. Hay là gì? Những đứa con của chúng ta. Ví dụ nó học lớp mấy và chúng ta bắt đầu dạy nó học bài. Cái thứ chúng ta hiểu biết và chúng ta dạy nhưng nó không hiểu, có những bài toán đơn giản nó không hiểu và nó cứ gì tròn mắt lên để nó cầu cứu chúng ta, nhưng mà bù lại rằng chúng ta có thể gì bình tĩnh để giảng giải để cho bé hiểu, thì chúng ta lại trợn mắt trợn mũi rồi quát nạt, rồi là đến lớp nói chuyện hả, rồi là không để ý hả, thế này nọ kia, và chúng ta đã không hiểu rằng là gì. Chúng ta đã không hiểu rằng là
đứa nhỏ nhà mình á, nó đã làm tốt nhất với nguồn lực của nó rồi. Nếu nó biết thì nó đã nói luôn rồi. Vì nó không biết nó mới tròn mắt như vậy. Vậy thì đừng bực với nó. Chúng ta hãy kiểm soát, tôn trọng thế giới quan của nó, tôn trọng cái nguồn lực mà nó đang có, nó đã làm hết khả năng của nó rồi. Và với vai trò của ta là ông bố hay vai trò của ta là nhà quản lý thì phải huấn luyện nhân viên, phải giải thích cho những đứa con đó. Và nếu lần sau nó biết được điều đó rồi thì nó sẽ làm rất là trơn tru. Và rồi gì, nó lại tiếp tục vướng những cái thứ mới, vướng những cái thứ phức tạp hơn. Là bởi vì mình là người với vai là người chủ gia đình là bố, bởi vì mình là người với vai là chủ doanh nghiệp thì mình mới biết được rằng là gì, cái đấy mình đã vượt qua rồi và nhân viên thì chưa từng vượt qua. Và việc của mình là phải phát hiện ra sự lúng túng của nhân viên, phát hiện ra là nhân viên làm thế là hết nguồn lực rồi, vậy ta phải huấn luyện họ. Đấy, đấy là cái gì? Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Muốn đi xa, muốn đi với nhiều người thì phải thấu hiểu được họ. Thấu hiểu được họ, chúng ta mới bắt đầu gì? Đồng điệu với họ, huấn luyện họ để trở thành những người đồng hành cùng với ta. Chứ không phải là gì? Gạt bỏ họ ra khỏi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức của mình. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu được những nguyên lý rằng là gì? Không có con người thiếu nguồn lực thành công, chỉ có con người đang trong trạng thái thôi, thì chúng ta sẽ rất là phí phạm khi mà gạt ra khỏi tổ chức của mình những nhân sự mà chúng ta đã dày công đào luyện bao nhiêu năm.